Chào các bạn trở lại với Khải Toàn. Hướng dẫn cúng động thổ xây nhà. Người phước ở đất phước, đất phước người phước ở. Nếu tâm của bạn thiện, bạn có lòng bố thí, tự khắc sau 1-2 năm dọn về đây ở, nơi này sẽ trở thành mảnh đất tốt, làm ăn phát tài, gia đạo thuận hòa. Thầy phong thủy có đến cũng giúp bạn thêm được vài phần nhỏ. Quan trọng vẫn là ở nghiệp lực của bạn tạo ở kiếp trước và trong quá khứ. Bạn sống bất thiện, thầy phong thủy giỏi cỡ nào, bạn có cúng kiến bao nhiêu sính lễ cũng là. Khải Toàn đã chứng kiến bao trường hợp như vậy. Trong số đó có một cô gia chủ ở Phú Quốc, dù nhà ở cạnh rất nhiều ngôi mộ, do tâm thiện, có lòng thành, sau vài năm công việc cuộc sống thay đổi hoàn toàn. Khải Toàn hướng dẫn các vị tự xem ngày lành, tự sắm sính lễ và cũng tự cúng động thổ theo cách đơn giản nhất, cũng như giải thích vài ý nghĩa của buổi lễ này. Không thần thánh hóa, chủ yếu tâm thành việc sẽ ứng. Cúng là gì? Vì sao phải cúng? Cúng là cung dưỡng. Cúng động thổ là cúng cho ai? Có cần phải cúng không? Cúng là cung dưỡng. Động thổ là sự việc này làm động cả khu đất, ảnh hưởng đến thổ thần thổ địa của khu đất này, ảnh hưởng đến những sinh linh dưới khu đất, ảnh hưởng đến những người khuất mặt khuất mài, và cả ảnh hưởng hàng xóm láng giềng. Bàn về mượn tuổi cúng, khi gia chủ nghĩ rằng tuổi mình năm nay phạm, không riêng về cúng động thổ hay cúng khai trương mở hàng, mượn tuổi không có nhiều giá trị. Vì sao? Nhà của bạn, công sức của bạn, tiền của bạn, sự thành tâm của bạn là nhất nhất. Người được nhờ cúng giúp không thể nào có được sự thành tâm này. Tuổi hợp, tuổi kỵ là một quan niệm xưa cũ. Thậm chí cúng khai trương, các bạn hãy bỏ qua tuổi hợp này. Người được nhờ cúng giúp nên là người có tâm thiện, vui vẻ, nhanh nhẹn, tốt bụng. Nhờ được người như vậy là sự khởi đầu tốt lành cho chính nơi này, thậm chí bạn hưởng sự may mắn của người này. Người duy tâm cho rằng mọi nơi đều có thổ thần thổ địa, buổi lễ dâng hương dâng hoa quả này cho những vị này, mong họ phù hộ độ trì mọi việc thuận lợi. Kiến thức này hẳn các vị đều đã biết, nhưng dưới góc nhìn chánh kiến, Khải Toàn xin chia sẻ bao quát hơn về cúng động thổ nói riêng và cúng kiến nói chung. Người có sự tín ngưỡng, khi cúng họ tin rằng có thờ, có thiên, có kiên, có lành. Bất luận nơi này có quỷ thần hay không, việc cúng dưỡng này giúp tâm họ an hơn. Vâng, giúp tâm họ an hơn là điều quan trọng nhất. Không chỉ cung dưỡng khẩn cầu thổ thần thổ địa, chứng giám cung dưỡng cả cho những vị khuất mặt khuất mài vùng này. Người nghịch duy tâm cho rằng làm gì có quỷ thần trên cõi đời này. Các vị có thể tìm hiểu thêm về video có ma hay không trong kênh của Khải Toàn. Để cúng ít được nhiều, các vị nên biết con người chúng ta ăn bằng đoàn thịt, thế giới tâm linh ăn bằng xúc thịt. Sính lễ không nhất thiết phải nhiều mâm nhiều quả, chủ yếu do tâm thành. Số lượng không quan trọng bằng sự trang trọng, thậm chí có thể cúng trái cây và đồ ăn chay. Ngoài việc cung dưỡng thổ thần thổ địa mong họ phù hộ, nên khấn nguyện những vị khuất mặt khuất mài nơi này, nếu các vị có tồn tại nơi này, xin các vị buông bỏ nỗi oán hận cũ và mau siêu thoát. Các bạn nên khấn nguyện cho những sinh vật dưới lòng đất này, chẳng may làm tổn hại đến những sinh vật này trong thời gian động thổ. Cuối cùng là mở lời xin lỗi trước với những hàng xóm láng giềng nếu không may làm phiền đến họ. Nếu là khu đất mới xây và lần đầu tiên dọn về ở, thời điểm ban đầu mở lời với hàng xóm vô cùng quan trọng. Theo phong thủy, hàng xóm rất ảnh hưởng đến ngôi nhà của ta. Để chọn được ngày lành, trước tiên ta dựa vào tọa độ của mảnh đất, sau đó đến ngày sinh của gia chủ. Các bạn đứng giữa chiều ngang ngôi nhà dùng la bàn trên điện thoại đo xem bao nhiêu độ. So sánh tọa độ với đồ hình này, ta sẽ tìm ra cung vị. Ví dụ trong khoảng 180 độ Nam sẽ rơi vào cung Ngọ. Tra áp lịch Việt, ngày tháng năm thuộc ngày Ngọ là xung với ngôi nhà, không phải ngày tốt. Đối xung với 180 độ là 0 độ, thuộc cung Tý. Tam hợp với Tý, ta có Thân Thìn hoặc Hợi Sửu. Tức ngày lành cho ngôi nhà này sẽ vào các ngày Thân Thìn Hợi Sửu. Khải Toàn xin nhắc lại, tìm ra tọa độ, tra đồ hình, tìm ra được hướng nhà thuộc cung gì, tránh chọn ngày trùng với cung này. Xem đối xung là cung gì, tìm ra tam hợp với đối xung. Xét đơn giản, ta lấy tam hợp tuổi của gia chủ để chọn ngày lành. Xét kỹ hơn, cần cả năm tháng ngày giờ sinh. Giả dụ không biết xem ngày lành, cứ chọn ngày nào tâm trạng vui vẻ đều là ngày tốt. Đây là danh sách đồ dùng chuẩn bị kèm sính lễ, các bạn nên cúng đồ chay: một bàn cao, một cuốc đất, thùng đốt giấy tiền, bật lửa và các sính lễ sau. Đây là một mâm cúng chay động thổ. Hãy đứng giữa khu đất, mở la bàn tìm vị trí, lấy gạch đánh dấu 4 vị trí. Một là Tây Bắc tầm 315 độ, hai là Đông Nam tầm 135 độ, ba là Đông Bắc tầm 45 độ, bốn là Tây Nam tầm 225 độ. Sau khi bày mọi sính lễ lên bàn, rót nước, rót rượu, mở bánh kẹo, thắp hương và khấn theo ví dụ sau đây. Sau khi khấn xong, ta lại bốn góc theo thứ tự: một lại thiên môn đại diện cho Tây Bắc, hai lại địa bộ đại diện cho Đông Nam, ba lại sinh môn đại diện cho Đông Bắc, bốn lại tử môn đại diện cho Tây Nam. Trong khi các bạn khấn, trong buổi cúng kiến quan trọng nhất là tâm thành. Tâm thành việc sẽ ứng. Đợi nhang tàn hơn 1/2 cây, ta cuốc đất vài cuốc, xem như hoàn thành buổi nghi lễ. Trong khi đốt giấy tiền vàng bạc, nên đốt chậm rãi, cẩn thận lửa bén ra xung quanh. Đây là mảnh đất ở thành phố Thủ Đức tầm 80 m², anh chị gia chủ rất dễ mến. Hẻm hơi sâu nhưng ô tô có thể vào được. Nhà bên tay trái chưa xây, nếu có xây và thấp hơn bên nhà tay phải, đại diện cho gia chủ này chỉ có nhiều quyền hơn anh. Khải Toàn cảm ơn các bạn đã xem. Chúc các bạn tâm thân an lạc.